Sau hơn 4 năm lên sóng, chương trình khởi nghiệp đã tiếp nhận được trên 1.500 hồ sơ. Trong đó có hơn 300 hồ sơ đủ điều kiện được chọn để tư vấn. Nhiều nông hộ có doanh thu từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Khởi nghiệp đã giúp các nông hộ thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nông hộ gặp phải những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, mà nguyên nhân đến từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Nhưng từ đây, những nông hộ ấy, họ rút ra được cho mình những bài học xương máu, những kinh nghiệm để đời trong chăn nuôi. Anh Nguyễn Văn Linh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Với ước mơ làm giàu, anh đã đầu tư 350 triệu đồng cho 3,5 mẫu ao để nuôi cá truyền thống. Bước chân vào khởi nghiệp, anh mang theo rất nhiều hoài bão cho một tương lai tươi sáng. Nhưng con đường đi đến thành công của anh không hề trải hoa hồng. Sự cố nối tiếp sự cố, thiệt hại nối tiếp thiệt hại. Trong lần kiểm tra trước đó, chuyên gia đã khuyến cáo anh cần quây lưới cho ao. Nhưng anh lại không hề nghe theo. Điều này khiến anh bị thất thoát cá nhiều do nòng nọc ăn mất cá giống mới thả. Đây cũng là sự cố đầu tiên, là bài học đầu đời trong quá trình nuôi cá của anh. Ngay từ đầu, mà anh phải quây cái lưới xung quanh này không cho cóc nhái xuống nó đẻ. Vì anh không quây nên cóc nhái nhảy xuống nó đẻ. Anh phải chấp nhận, tôi tin chắc là sẽ hao tương đối nhiều. Vì mỗi con nòng nọc một ngày nó ăn từ 10 đến 15 con. Anh cứ nhân là anh có 1.000 con nòng nọc thì anh tính cho bao nhiêu. Đấy là một trong những cái hao của anh mà anh không biết. Tại sao bên này anh quay được, bên này không quay? Nếu mà anh quay như thế này thì nòng nọc sẽ không có. Ao đấy là em mới kè. Mình kè mới là kè sợ thì gì? Nước xi mới vào bỏ à, anh là sợ nó không đảm bảo đúng không ạ? Mình lấy con cá bột đấy thì không chủ động được. Phụ thuộc vào ở trên trại đẻ. Đấy thì mình phải bắt buộc phải làm gấp. Tại vì mình phơi ao phải đủ, nếu mà không phơi đủ thì lại nước thì lại không được. Cái này là do cá bột sản xuất ra không chủ động được. Lần sau rút kinh nghiệm. Anh phải tính là khi nào ta có cá bột, anh phải chuẩn bị ao xong rồi anh mới cho. Sau bài học khiến cá thất thoát vì nòng nọc, anh Linh phải chịu liên tiếp những thiệt hại khó khăn ghê gớm hơn rất nhiều. Đầu tiên, phải kể đến cá chết đến 20% lượng cá toàn ao. Xót xa hơn, khi chuyên gia tìm ra nguyên nhân là do ao cá thiếu oxy, mà việc thiếu oxy này lại do chính sự bất cẩn của anh Linh. Mình nghĩ là nó chỉ dịch bệnh do virus gây, mình không nghĩ là thiếu oxy thì nó ảnh hưởng đến cá đến độ nặng nề như thế. Đấy, mình cũng nghĩ là nó thiếu oxy thì vì buổi chiều đây là hay có sóng hay đánh thì mình nghĩ là nó đủ, mình không cần cấp thêm. Chính suy nghĩ đó đã đẩy anh Linh vào thế khó. Nếu chuyên gia không tư vấn kịp thời thì toàn bộ số ao cá của anh sẽ mất trắng. Mọi chuyện tưởng chừng như sóng yên biển lặng với anh Linh thì bão tố lại bất ngờ ập đến. Mưa to, gió lớn, lũ lụt khiến cho toàn bộ ao cá của anh bị thiệt hại nặng nề. Với anh Linh thì toàn bộ số cá mất hết, không còn gì. Hầu như nó mất tắt, mình không thu được lại một con nào. Chung là tiền nó ra đi nhanh quá, mình không thể làm gì được hơn. Nếu mà số cá đấy mà không mất, mình dự định mình sẽ thả thêm khoảng 1.500 vào cái số chấm đấy thì tháng 4 dép của mình sẽ đạt biểu và chung là mình sẽ thu về được một ít lợi. Sau sự cố trên, tưởng như anh Linh sẽ suy sụp hoàn toàn. Nhưng chính sự đồng hành tận tình của chuyên gia và chương trình khởi nghiệp, anh Linh đã khắc phục, cải tạo ao cá, thả giống, làm lại. Ý chí là vậy, nhưng với tính cách chủ quan của mình, anh vẫn không tuân thủ nghiêm túc những quy định mà chương trình đã đề ra. Trong đó, việc ghi sổ sách là điều kiện kiên quyết, bắt buộc đối với bất kỳ nông hộ nào muốn tham gia chương trình khởi nghiệp. Chúng cái đấy thì nó cũng không gọi là quan trọng lắm, như giả dụ là mình làm một cái gì to mà mình xuất mà nhiều khách ấy, mà mình không ghi từ đầu đến cuối mà lượng cho ăn ước mình không cầm được ấy, mà chuyên gia hỏi mình không trả lời được thì mình bị, nhưng cái đấy là mình cầm được cái số cho ăn. Anh nhớ hôm nay nhưng chưa chắc bằng tầm này sang năm anh đã nhớ được ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng vấn đề cái nhật ký của mình nó cho mình hết năm này đến năm khác. Mà khi nào mà mình không nhớ hay mình đánh cái gì bị như này, mình đánh cái gì mình không nhớ được thì mình sẽ dở cái quyển nhật ký ra, nó sẽ cho mình toàn bộ cái việc đấy. Mặc dù trước đây mình làm rất tốt nhưng đến thời điểm bây giờ là mình coi thường tất cả các thứ, thì tôi nghĩ là cái đấy là một cái sai lầm lớn nhất trong cái vấn đề mà về làm kinh tế. Đối với trường hợp anh Linh, đến năm nay là năm thứ mấy rồi, anh ghi chép đầy mấy cái cuốn sổ cũ rồi, thế nên đến tầm này như anh hầu như là anh coi như là cái vấn đề kỹ thuật đang nằm trong tay anh rồi thì anh không cần thiết. Cho nên là đối với tôi thì chắc là cho anh Linh anh ấy chấm dứt cái trường hợp của anh Linh, không cho ra cái gì.
Như vậy là sau bao nhiêu năm đồng hành với VTC16, trải qua bao đắng cay ngọt bùi, anh Linh lại tự tay cắt tay duyên cùng chương trình với điều mà chẳng hề ai muốn. Dù là vậy, nhưng VTC16 vẫn luôn bên cạnh tư vấn kỹ thuật cho anh. Chúc anh thật nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn.